Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt MTB3 này với bên mình để in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Kiosk Việt Salon nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in nhiệt MTB3 này bên mình cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt không sử dụng mực nha các bạn. Thì cái khổ giấy của máy này là sử dụng khổ giấy K80 nha. Máy này thì kết nối với điện thoại bằng Bluetooth nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái khay đựng giấy và lắp giấy in vào nha. Ok, các bạn dùng hai ngón ngón cái và ngón ngón trỏ nè. Rồi các bạn bật kéo nó lên. Rồi sau đó các bạn để giấy in nó vào nè. Theo cái chiều này nha các bạn. Các bạn để giấy in bị ngược đó là in nó không ra mực nha. Rồi các bạn lấy hai cái ngón cái các bạn đè xuống nha. Rồi sau đó các bạn mở cái cục pin ra nè. Ở đằng sau cục pin á, bên mình có dán cái miếng dán cách điện nha các bạn. Để vận chuyển được an toàn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp lại để mình sử dụng nha. Rồi bây giờ mình bấm và giữ cái nút nguồn nè. Đèn xanh nó sẽ chớp nè. Nó sáng nè. Đó, bấm giữ nút nguồn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test cái máy này để các bạn xem được cái thông tin và cái dung lượng pin của cái máy này nha. Rồi bây giờ mình tắt máy nha. Rồi bấm giữ hai cái nút này cùng lúc nha các bạn. Rồi kêu hai tiếng bếp các bạn buông ngay ra nha. Rồi đây là cái thông tin của máy nha các bạn. Đây là trên đây nó có thể hiện là thông tin của máy và cái dung lượng pin nha. Các bạn có thể dựa vào cái dung lượng pin ở đây để các bạn biết được cái dung lượng pin và các bạn sạc lại nha. Rồi ok, thì đi kèm với máy thì shop tặng kèm một cuộn giấy nè, có củ sạc và cáp sạc nè và đĩa driver cài cho máy tính nha. Thì những bạn nào mà cài máy tính mà không có cái ổ đĩa thì các bạn có thể liên hệ bên mình để bên mình gửi cái file mềm qua cho các bạn cài nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối trên cái điện thoại Android hoặc là điện thoại iPhone nha. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái điện thoại Android trước nha. Ok, thì ở trên điện thoại Android á, các bạn vào trong cái cài đặt nè. Các bạn vào Bluetooth nè. Thì các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Đây, các bạn tắt cái Bluetooth tắt nè, các bạn bật lên nha. Rồi sau đó các bạn ghép đôi với cái máy in này trước nha. Đây tên MTB3 nè, các bạn bấm vào, các bạn ghép đôi, các bạn nhập cái mật khẩu là 4 số 0 nha, ghép đôi. Rồi bây giờ các bạn quay trở lại cái phần mềm Kiosk Việt Salon nha. Đây là cái giao diện của Kiosk Việt Salon. Thì cái máy này có thể in được điện thoại hoặc là máy tính laptop luôn nha các bạn. Rồi ok, mình kéo xuống dưới nè, ứng dụng và thiết bị nè. Rồi ở chỗ cái máy in này, chọn máy in, các bạn thêm, chọn module, các bạn chọn BMI03 nha. Xong, bây giờ các bạn ra ngoài các bạn đặt tên máy in. Này các bạn đặt tùy ý nha. Rồi. Đó, mà tôi ba cái tên hồi nãy các bạn vừa ghép đôi ấy nha. Rồi ok, bấm xong. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình lấy cái đơn, mình in thử cho các bạn xem. Rồi lấy cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Rồi các bạn ha, thì ở trên cái điện thoại Android á, thì nó in ra rất là nhanh và nét chữ rất là đậm và rõ nha. Đó, chạy khá là nhanh nha các bạn. In một tờ nữa cho các bạn xem nha. Sau đó mình sẽ sử dụng cái điện thoại iPhone để mình in thử cho các bạn xem nha. Rồi ok, đây ha các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ngắt cái điện thoại Android, mình sẽ chuyển qua điện thoại iPhone để mình in cho các bạn xem nha. Ok, thì ở trên điện thoại iPhone đó các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Sau đó các bạn không cần ghép đôi nha, các bạn không cần ghép đôi như điện thoại Android nha, các bạn chỉ cần vào trong cái app Kiosk
cái việc salon nè, các bạn vào nhiều hơn nè, các bạn cũng kéo xuống dưới nè, ứng dụng và thiết bị nè, rồi các bạn bật cái máy in lên, sau đó các bạn thêm nè, chọn y chang như kia mà nó khác nhau á là không có ghép đôi thôi nha các bạn. Các bạn chọn BMY03 nè, rồi xong, rồi các bạn đặt tên tùy ý nha các bạn. Rồi rồi, nếu không thấy tên á, các bạn bấm tắt đi, các bạn mở lại. Tại hồi nãy mình liên kết với cái máy Android á các bạn, nên khả năng tìm không thấy nha. Rồi, các bạn chọn là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái đơn hồi nãy mình in thử cho các bạn xem nha. Thì đối với cái điện thoại iPhone này á, khi mà các bạn in cái hóa đơn ra á, thì giấy in nó sẽ ra hơi chậm xíu nha các bạn. Đó, thì chữ vẫn rõ nét bình thường, nhưng mà có điều là giấy in nó ra hơi chậm một xíu so với cái điện thoại Android nha. Nó không có chạy nhanh và mượt như cái điện thoại Android nha. Đó, nó thật ra thì nó chậm thì nó cũng không có chậm hơn bao nhiêu đâu nha các bạn. Đó, chữ nó vẫn rõ nét và đẹp này nha các bạn. Rồi, ok, mình sẽ in một tờ nữa cho các bạn xem nha. Thì cái máy Bluetooth này nó rất là tiện, các bạn có thể cầm đi tới đi lui, đi tới tận bàn để thanh toán hóa đơn cho khách hàng nha. Đó, rồi, ok. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, thì các bạn có thể xuống dưới phần miêu tả, các bạn click cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.